Sáng nay ngày 13 tháng 9 năm 2020 đã diễn ra trận chung kết Đường đến Vinh Quang lần thứ 11 năm học 2019-2020 do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang tổ chức. Tại điểm cầu trường Trung học Phổ thông chuyên Nông An, đông đảo học sinh đã đến cổ vũ cho thí sinh của trường mình là Minh Thức tranh tài trong trận chung kết này. Sau 27 cuộc thi tuần, 9 cuộc thi tháng, 3 cuộc thi quý, chương trình Đường đến Vinh Quang năm học 2019-2020 đã xác định được 4 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết năm. 4 thí sinh gồm Trương Hoàng Phúc, trường Trung học Phổ thông Cái Bè Tiền Giang, nhất quý 1, Nguyễn Hồ Tiến Đạt, Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang, nhất quý 3, và Phan Quỳnh Thiên Phụng, Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiệu, tỉnh Tiền Giang, nhì cao nhất ba quý, và Lê Minh Thức thuộc trường Trung học Phổ thông chuyên Long An, tỉnh Long An, đoạt giải nhất quý 2. Kết quả sau 4 vòng thi, thí sinh Nguyễn Hồ Tiến Đạt, Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang, đoạt giải nhất với 280 điểm. Người về đích thất nhì là thí sinh thuộc trường Trung học Phổ thông chuyên Long An, tỉnh Long An, Lê Minh Thức với 200 điểm. Hai thí sinh Trương Hoàng Phúc và Phan Quỳnh Thiên Phụng đồng hạng 3. Đây là lần thứ 11 cuộc thi Đường đến Vinh Quang được Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang tổ chức. Trận chung kết ngoài điểm chính là công viên phần mềm Mekong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Chương trình còn kết nối 4 điểm cầu tại 4 trường có 4 thí sinh tham gia.